chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video điện máy Bình Sơn. Nhắc đến máy cưa xích thì chắc chắn tất cả những người mà chuyên nghiệp chuyên cắt cưa xích tại Việt Nam thì không lạ gì với mẫu cưa Husqvarna 365. Hôm nay thì chúng tôi sẽ không giới thiệu với các bạn những dòng máy mới nữa vì nó quá nhàm rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến quý vị và các bạn một chiếc máy cũ đã qua sử dụng. Đây là một trong những chiếc máy mà nói chung là cũng khá là ok, nguyên bản và gần như là toàn diện. Chiếc máy này thì nó là hàng cũ đã qua sử dụng và đời của nó, chiếc này là sản xuất năm 2010 các bạn nhé. Để minh chứng cho những cái gì mà chúng tôi nói thì các bạn có thể thấy được ở đây, chiếc này nó có một cái tem đen thì trên này có ghi số 210 đây. Chiếc này thì các bạn lưu ý nha, hàng này chúng tôi mua lại, lam xích của nó đã hỏng rồi và chúng tôi đã chuyển cho các bạn một chiếc lam Oregon mới tinh luôn. Lam mới tinh các bạn nhé, lam này thì lam lô thôi, lam thường thôi, nhưng mà lam đầu thép mới tinh, mới 100% chưa chạy một lần nào cả. Xích tôi cho các bạn theo cũng là một cái xích mới tinh, xích chưa sử dụng lần nào cả các bạn nhá. Xích này xích xịn, xích này là xích của Husqvarna. Đó, xịn luôn, đây các bạn thấy không? Đây, xích Husqvarna. Xích này là xích chân C85 này. Đó. À, đây xích 42 các bạn ạ. Nhầm, xin lỗi. Xích này là xích 242. Chúng tôi vẫn còn xích 242 nên chúng tôi để cho các bạn luôn xích 242. Xích này mới tinh nhá, các bạn nhìn chân xích này chưa cắt một tí nào luôn. Đó, bộ lam xích này là mới 100%, cưa này là cưa cũ đã qua sử dụng. Tình trạng thì các bạn có thể thấy được tất cả các thứ gần như là zin, lốc zin, bô zin, tem đời 2010, ốp giật ok zin. Chiếc này có duy nhất một cái thôi là thay điện rồi. Thay cái điện mobin rồi ấy, còn nếu mà các bạn muốn thay mobin điện lại thêm 1 triệu nữa, thế thôi. Rất là đơn giản, chế nguyên luôn các bạn nhá. Đó. Lọc gió zin. Ốp lọc gió zin luôn, made in Sweden đấy nhá. Đó các bạn thấy không? Lọc gió đời 2010 có chữ made in Sweden, cái nắp lọc gió đời 2010 có, còn đời 2020 như hôm trước tôi quay cho các bạn là không gió. Không có, nhầm xin. Đây, có chữ Sweden luôn. Nó sẽ bị ao nét đấy, nhưng mà chắc chắn là có. Đây, chế One Pro luôn nhá. Chế nguyên. Nói rất rõ tình hình tình trạng. Hơi hám thì ngon lành cành đào. Sáng bóng luôn. Chắc không mới lắm đâu, bình thường. Nói chung là được. Nói chung là dành cho các bác nào mà thích những cái dòng 365. Không phải tự nhiên các bác lại cuồng 365 đến vậy. Bởi vì nó thứ nhất là đồ đạc thay thế rất là dễ, các bạn mua đồ gì cũng có. Thứ hai là các cái chi tiết linh kiện của nó này, các bạn mua mà đồ lô cũng có mà nhiều. Bây giờ có những cái đồ IP chất lượng rất là tốt, nó không kém gì so với hàng zin cả. Và chiếc này thì chúng tôi đã thay xích ngon lành rồi, rồi thay lam mới, đều là mới hết. Xích thì xích xịn luôn, các bạn dùng có thể quá là yên tâm rồi. Hơi ngon, lốc ngon. Điện thì thay điện thường rồi, điện cũng là thay điện thường nhưng mà loại tốt nhá, không phải điện zin. Chế hòa khí này là chế One Pro xịn luôn. Thế thì đây là một trong những lựa chọn tuyệt vời rồi, không có gì mà phải thắc mắc cả. Rồi, nếu các bạn muốn mua hàng thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ bảo giá một cách nhanh nhất. Chiếc này các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với chúng tôi nhá. Giá này nó cũng hợp lý thôi, không quá cao đâu, nên các bạn hoàn toàn cứ tự tin mà gọi thôi chứ ngại gì. Không hợp giá thì các bạn lại thôi, có gì đâu. Thôi công khai luôn, 6 triệu chiếc này nha các bạn nhá. 6 triệu. Nếu các bạn muốn mua hàng thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn. Cam kết các bạn nguyên hết. Chiếc này các bạn mua ở chúng tôi sẽ bảo hành cho bạn 6 tháng. Bảo hành 6 tháng nha các bạn nhá, lỗi của máy. Nếu mà các bạn có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ Điện Máy Bình Sơn số điện thoại 0916 1345.